Em chào các bạn nha. Hôm nay em sẽ lại làm một cái video để mà kiểm tra xem là cái chất lượng của cái cục phát ti ông 25.000 này sau khi được reset thì nó còn hoạt động tốt hay không các bác nhé. Thì đầu tiên thì trong tất cả các máy sạc nó đều có những cái cục phát ti ông âm. Đấy. Thế thì đối với những cái máy mà ở ngưỡng bình dân thì người ta trang bị cái cục ghi âm là 20 là 7.000. Còn hàng cao cấp thì nó trang bị những cái cục ghi âm 25.000 và 50.000. Với những cái máy trang bị ghi âm 50.000 ấy thì là nó bản chất nó là hai cái cục ghi âm 25.000 này ghép lại thôi. Nó giống nhau hai cái cục ở bên trong. Đấy. Thế thì đây là một cái máy, đây là em sẽ dùng một cái máy test ghi âm âm và ghi âm dương. Thế thì đây, khi mà không bật máy, hiện tại giờ máy này nó không bật thì nếu mà ion âm thì cái chỗ này nó hiển thị dấu trừ ở chỗ đằng trước, và cái đơn vị của nó là nhân với 10 này, x10 này, các bác có nhìn thấy x10 không? X10 ion trên 1 cm khối không khí. Đấy. Thế thì cái này nó là 25.000, có nghĩa là 25.000 ion trên 1 cm khối không khí. Thì mình sẽ kiểm thử xem là nó hiện tại nó đang hoạt động hay không, và sau khi sử dụng cái cục này thì là đo chỉ số nó được bao nhiêu các bác nhé. Video này em sẽ không cắt ghép hay chỉnh sửa để cho, nên là nó sẽ hơi dài, nên các bác chịu khó tham gia khảo nhé. Ok, bây giờ em sẽ bật máy này. Thì sau khi bật máy thì cái con này nó báo lỗi C8, tức là cái con này nó đã hết ion rồi. Thì chúng ta đo này, gần như là nó không có ion luôn đấy, nó không có ion âm, nó không có dấu trừ ở đây này đấy, không có luôn nhá. Đấy, để sau 30 giây nó cũng không có, mặc dù là quạt vẫn chạy nhưng mà nó báo lỗi C8 đấy, không có luôn. Ok, thế thì bây giờ em sẽ sử dụng cái cục reset ion này đấy, để đây em sẽ đây, cái này là nó có một cái rắc này đấy. Em sẽ cắm vào để reset nó nhé. Này, ok, nó đã báo hoàn thành rồi đấy. Thế thì bây giờ em sẽ đọc cắm lại máy này đấy, nó hết báo lỗi rồi, bây giờ mình tắt đi bật lại này. Đấy, nó hết báo lỗi luôn. Hết báo lỗi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đo này. Đợi tí này. Chúng ta để gần vào này. Các bạn nhìn dấu âm nó nổi lên chưa? Đấy. Cái này là mật độ nó quá cao, nó không hiển thị hết thì nó lên dấu âm với cả dấu một này như thế này. Đấy, để xa ra này. Cái này nó không có gió ở đây, khi mà chúng ta để ở cửa gió ra như thế này, bình thường nó phát ở cửa gió ra thì nó sẽ phát tán ra khắp phòng nhé. Ví dụ đây em sẽ để ở cửa gió ra này. Đấy, thì các bác sẽ nhìn thấy rằng là nó phát tán ra đây này. Thì ở đằng này nó chỉ cần là âm 2 nhân 10 mũ trừ 4. Tức là chỗ này là 25.000 ion, như là chỗ này là dương này. Nhưng mà để gần với máy này. Bây giờ em sẽ zoom lại nhé. Ok, bây giờ em sẽ zoom lại để zoom nữa đi. Còn zoom được nữa không? Bây giờ quay đâu rồi? Ok. Để cho các bác nhìn cho dễ này. Các bác nhìn thấy dấu âm chưa? Đó. Đấy là cách xa máy nhé. Đấy, khi mà để cửa gió ra thế này á thì nó thổi ion âm này, mật độ của nó này. Chỗ này là gấp 10 lần so với cả là, tức là như thế này. Cái này nó ở gần máy, chỗ này là 78 nhân 100.000 nhân 10 mũ 4 là 10.000. Tức là chỗ này là 800.000 ion trên 1 cm khối không khí. Đấy, rất là lớn luôn. Thế thì khi mà nó để ở cái cửa gió ra với cái tốc độ giọt quạt gió nó cao ấy thì nó sẽ đạt được là 25.000 ion trên 1 cm khối không khí. Đấy là do tính toán của hãng. Chứ còn đặt cạnh nó thì nó rất là cao. Các bác nhìn này, nó lên đến hết cỡ luôn.
Đấy, đặt đặt cỡ cửa rõ ra là nó lên hết cỡ luôn. Đấy. Thế thì khi mà mình đặt ở cách xa chỗ này là khoảng 450 phân này thì nó vẫn đạt được là 400.000 ion trên 1 cm khối không khí, tức là gấp 10 lần, gấp 20 lần so với cả tiêu chuẩn. Đây là gió nó thấp. Đấy, các bác thấy không? Zoom lại này. Đấy. Thì bây giờ em tắt đi nhá, tắt máy đây này. Mất luôn. Đấy, bây giờ bật này máy lên này. Sau 30 giây, đấy, lên rồi. Đấy, thì nó mới bật cái module kia lên mà. Đấy, các bác thấy không? Như vậy là kết luận là gì nhỉ? Ok. Ok, như vậy chúng ta kết luận một điều là sau khi reset lại cái cục ion này thì nó hoàn toàn vẫn chạy được và cái mật độ của nó rất là cao. Với cái kinh nghiệm của em thì các bác có thể reset cái module này khoảng 2 lần. Tức là đây lần thứ nhất có thể reset được thêm lần nữa, tức là nó có thể chạy được khoảng 2 lần reset nữa thì chúng ta có thể thay thế nó. Thì đấy là với kinh nghiệm của em. Bởi vì mật độ của nó còn rất là cao các bác ạ. Thế thì để mà sử dụng được reset thì các bác có thể sử dụng cái cục reset như thế này. Đấy, cái cục này là do em làm ra. Thì các bác có thể reset nó và reset xong rồi thì các bác phải vệ sinh các cái vị trí phát ion của chỗ này này. Đấy, làm sao cho nó sạch, sạch và phải để khô. Làm sao? Bởi vì là nếu mà chúng ta để bẩn ấy thì cái điện áp cao ở đây nó sẽ phóng ra ngoài và nó làm mất cái điện áp cao. Khi mà mất điện áp cao rồi ấy, thì nó sẽ không phóng được ion nữa. Thì đấy, thấy là cái hai cái vấn đề, một là cần phải reset, hai là phải vệ sinh cái điện cực thì khi đó nó mới chạy được các bác nhé. Đấy. Thì khi mà dùng cái máy này á thì chúng nó sẽ được reset lại thành ra là cái thời gian sử dụng là bằng của nhà sản xuất. Tức là tùy theo từng cục nó sẽ là 17 đến 19.000 giờ. Đấy, tức là như ban đầu của nhà sản xuất. Ok, vậy em đã kết luận lại là khi reset lại thì cái này nó vẫn hoạt động được. Tất nhiên là nó mật độ của nó sẽ giảm nhưng mà nó vẫn đạt được cái 25.000 như là cái yêu cầu mà chúng ta muốn có. Chất lượng của nó cũng mình cũng không biết là nó có giảm hay không nhưng mà nó vẫn có ion và nó mật độ nó còn rất cao. Đó. Thế thì hoàn toàn chúng ta yên tâm để sử dụng cái cục được reset lại lại. Và theo em thì các bác cũng chỉ nên sử dụng tối đa khoảng 2 lần thôi. Đấy, nếu mà 2 3 lần tùy, nếu mà em cũng chưa có điều kiện để test đến lần thứ 3. Nhưng mà nếu mà reset 2 3 lần thì em nghĩ là vẫn ổn. Đó. Thế thì đấy là một cái giải pháp để cho các bác tận dụng được những cái cục phát ion này ở những máy lọc không khí sạc các bác nhá. Ok. Nếu mà các bác cần mua reset ion thì các bác có thể liên hệ với em reset cho hoặc là em cũng có cung cấp những cái máy reset ion này các bác có thể mua về và tự reset các bác nhá. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Xin chào các bác.